Xin mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay. Nay mình chia sẻ cho các bạn thêm một cái cách thêm hàn gió đá nha các bạn. Hàn gió đá bằng cái bình khò nè các bạn, cái khò mini nè, cái đầu ga mini nè. Đây như cái đầu này nè các bạn. Cái đầu này là dạng như là mình khò dạng được được hàn thau luôn nha các bạn. Mà khò khao hoặc là bạc hàn hoặc là nhôm đó. Cái đầu này nữa các bạn, đầu này qua trên thị trường nó chuyên dụng về cho bên bên hàng các bạn đó, như vậy nè các bạn. Đây cái đầu này là dạng như là mình mua nó tốt hơn cái loại mà thông thường các bạn thường xài nha. Cái loại thông thường mà dạng như các bạn mà hay khò bên cái khò đồ ăn á đó, cái đó nó yếu lắm các bạn, nó yếu lắm. Đây là cái bạc hàn nè, cái bạc hàn cho sẵn cho mình luôn nè các bạn. Cái bạc hàn này dùng để mình hàn cái ống đồng hoặc là cái ống nhôm các bạn. Đây là hàn the nè các bạn. Đây, thuốc hàn the. Cái đầu khò này, cái đầu khò mini này á, là dạng như là cái lửa nó rất là mạnh nha các bạn. Mình đã thử khò rồi. Nó mạnh hơn cái loại mà thông thường, với lại thêm một cái nữa, có một cái loại bán y chang y dày luôn nhưng mà nó là màu màu đồng các bạn. Màu đồng thì nó sẽ yếu hơn cái này xíu. Tại cái màu đồng thì theo mình được biết cái giá là cái giá tầm khoảng 8-90k hoặc là 100k cái màu đồng các bạn. Còn cái này tới 220k là các bạn. Đây, cái đầu khò này các bạn. Cái clip này á, là mình chia sẻ cho các bạn là cái cách hàn thau nha các bạn. Tại vì hàn thau là cái nhiệt độ của thau tầm khoảng 900 mấy mươi độ các bạn. Còn dạng như là hàn đồng, hàn nhôm thì nó dễ hơn các bạn. Hàng mà cái bạc bạc hàng á nó nhẹ lửa hơn, nó nhẹ lửa hơn, nhưng mà cái hàng thau nó dạng như là cái đầu khò bắt buộc phải mạnh mạnh mình mới hàng thau được các bạn, chứ mà khò yếu là không không có khò được nha các bạn. Đây nó sẽ cái màu y vậy đó các bạn. Đó nó, cái này là của xuất xứ của Hàn Quốc nha các bạn. Đó mình đã thử qua rồi, rất là mạnh các bạn. Tại vì mình chuyên làm đồ bên nhiều, mình mua cái này nó vừa mạnh mà nó vừa bền nữa đó các bạn. Nhìn thấy không, nó sẽ dài như vậy. Còn đối với cái đầu khò này các bạn, cái đầu khò không thường này các bạn, cái lửa nó rất là yếu các bạn. Nó dạng như là không bằng cái nãy là dạng như mình chiên về bên hàng các bạn. Mình có thể hàng thau, hàng đồng, hàng bạc hàng, hàng nhôm đồ vẫn được, nhưng mà cái này thì dạng như là không có hàng thau được nha các bạn. Cái lửa rất là yếu, dạng như là nó không được bền nữa, không được bền nhưng mà nó yếu lắm. Đây cái đầu nó ngắn lắm các bạn, cái đầu nó ngắn lắm. Lúc mà dạng như là mình gắn vô cái bình ga mini của mình á đó. Lúc như mà mình gắn vô cái bình ga mini của mình như vậy nè, gắn vô cái đầu khò rất là ngắn ngắn, cái lửa nó rất là gần cái bình ga, bởi vì gần cái bình ga rất là nguy hiểm. Còn cái đầu khò hồi nãy á, là chuyên về bên hàng, nó sẽ dài ra thêm được mấy phân nữa các bạn, dài thêm được 4-5 phân nữa, nó cái độ an toàn của mình nó sẽ cao hơn đó. Như vậy nè các bạn. Đây sau khi mình gắn vô nè các bạn, nó gắn vô dạng như là nó sẽ khác hoàn toàn nha các bạn. Cái đầu khò mà bình thường á, nó sẽ ngắn hơn cái đầu mà dạng như khò để chiên về bên hàng các bạn. Này cái chiên về bên hàng nó sẽ cao hơn và nó sẽ dài hơn thì cái độ an toàn nó sẽ cao hơn đó. Còn cái không thường thì nó ngắn lắm các bạn, ngắn dạng như là nó cũng không không được bền đó. Để mình gắn vô cho các bạn xem nè đó. Gắn vô dạng như là lúc mình khò dạng bên hàng các bạn, nó rất là nóng nóng dạng như là nó đó. Đây khoảng cách nó sẽ xa như vậy, nó khoảng cách nó xa vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho mình. Còn này thì nó sẽ ngắn quá đó, như vậy nè các bạn, quá ngắn. Với lại mình chia sẻ cho các bạn thêm cái này nữa là vấn đề cái bình ga mini nè các bạn. Bình ga mini thì các bạn mua một cái bình mới cũng được, mua bình mới xong ví dụ các bạn hết á, các bạn đi bơm ga cũng được. Có những chỗ người ta bơm ga cho các bạn, hoặc là các bạn kiếm những cái bình mà nó còn tốt nha các bạn. Đây cái bình này thì cũng vẫn còn tốt nữa các bạn. Chứ mà tại vì trên thị trường nó có rất nhiều cái bình ga mà dạng như là người ta sơn lên đó, nhưng mà cái độ an toàn nó không cao. Đây cái bình ga thì vẫn tốt, chứ lấy những cái bình ga cũ thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm nha các bạn. Đó mình lấy cái bình còn xài được, nhìn thấy nó ổn, mà bên ngoài thì nó vẫn ok hơn nha các bạn. Còn đây là cái bạc hàn nha các bạn. Lúc mình mua cái đầu khò này là dạng như là người ta cũng có cho mình 2-3 cây các bạn. Đây là cái bạc hàn. Còn đây là cái thau nè các bạn. Đây thau với bạc hàn là hai cái màu khác nhau nha các bạn. Đây các bạn để ý nè,
cái bạc hàng á là cái màu của nó dạng như là đỏ mà dạng như đỏ lợt lợt, còn cái thau là màu vàng nha các bạn. Tại vì hai hai cái này nó khác nhau, với lại là cái nhiệt độ nó cũng khác nhau các bạn. Cái nhiệt độ của cái bạc hàng á, bạc hàng dùng để người ta hàng bên cái ống đồng đó. Đây là cái nhôm lõi thuốc các bạn đó, nhôm lõi thuốc. Tại vì cái clip này á, là mình chia sẻ cho các bạn là cái bên hàng thau thì nó khó hơn hàng nhôm, với lại bên hàng hàng bạc hàng nha các bạn, hàng đồng á, đó khó hơn. Nay mình chia sẻ cho các bạn là cái clip hàng thau thì nó sẽ hơi khó hơn một xíu. Tại vì thau á, là nó cái nhiệt độ nóng chảy của nó lên tới 900 mấy mấy mươi độ lận các bạn, 900 mấy mươi độ lận. Đây nó sẽ màu vàng, còn bạc hàng thì nó sẽ cái màu đỏ đỏ hồng hồng đó, nó sẽ nhiệt độ nó thấp lắm, cỡ 700 mấy gần 800 mà các bạn. Rồi trước tiên mình chia sẻ cho các bạn hàng hai cái ống sắt này các bạn. Hai cái ống này là hai ống tắc kê các bạn. Đây. Mình thì hàng thao này dạng như là trong bên bên xe hoặc là bên gia đình đó, các bạn nhiều khi hàng cái này cũng rất là ok các bạn. Nó chắc cũng cỡ là 8-10 dĩa sắt đó các bạn. Là dạng như hàng sao hàng thao này rất là cứng các bạn đó. Trước tiên thì mình để lửa nó mạnh luôn đó, mình khè cho nó dạng như là cái cách hàng thao này á, là để mình nói thêm là dạng như là các bạn phải khò cho cái bề mặt của cái cần hàng á, nó phải đỏ đỏ hồng luôn, đỏ rực luôn đó các bạn, hàng mới dính được. Chứ các bạn mà dạng hàng chưa tới á, là nó sẽ không dính các bạn. Đây mình chét thêm cái hàng the vô. Đây mình chét thêm hàng the vô 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 trước. Đây chét hàng the vô cho nó chét bề mặt cho nó dính nhiều được các bạn. Đây. Hai hai ba cái đi. Đó, xong rồi các bạn đợi cho khi nào mà lửa đỏ thiệt là đỏ. Đó, chuẩn bị đỏ rồi các bạn. Đây, chuẩn bị đỏ mình tăng cái độ khè lên mạnh nè. Đó, chuẩn bị đỏ nè. Đây các bạn để vô. Đó. Để vô là nó sẽ chảy ra liền các bạn. Đây đây, bắt đầu để vô nè. Đó nó chảy ra. Nhiệt độ này hiện giờ là nó lên tới là cỡ 900 900 mấy gần 1000 độ rồi các bạn. Đây, gần 1000 độ nó mới chảy ra cỡ này nè. Tại vì cái thau này là dạng như là nó cứng lắm các bạn. Nó cứng hơn bạc hàng. Nó cái độ nóng chảy của nó là 9 900 mấy gần gần 1000 các bạn. Đó, rồi xong rồi các bạn. Để mình lấy ra cho các bạn xem. Đây. Hàng rất là chắc nha các bạn. Nó chắc cũng cỡ là 8-10 với lại sắt các bạn, hàng điện á. Đây. Đó các bạn nhìn dấu hàng nè. Đó là cứng ngắc luôn các bạn. Đó nó sẽ như vậy thôi. Các bạn sử dụng cái cách này hàng bên xe cũng vẫn được các bạn. Những cái chi tiết nào mà nhỏ hoặc là vừa vừa các bạn cũng vẫn hàng được. Đó, như vậy thôi. Đó, rất là chắc chắn nha các bạn. Đó, nó dính cứng ngắc luôn rồi đó. Là các bạn mà thí dụ mà muốn mà cho nó dính á, bắt buộc là các bạn phải là đỏ thiệt là đỏ các bạn mới dính được, chứ chưa đỏ là các bạn không bao giờ hàng dính đâu. Đó, nó sẽ kỳ lắm. Đây các bạn nhìn dấu hàng nè, rất là ok nha các bạn. Các bạn hàng có thể bên sắt cũng được, bên sắt mà dạng sắt vuông, sắt vê cũng vẫn được đó. Để mình ấy cho các bạn xem. Có coi mấy clip của các bạn là có mấy bạn cũng có nói là dạng như là cái đầu kho này không có hàng hao được. Bởi vì nay mình cũng có chia sẻ cho các bạn xem cái cách mà nó hàng thao cho nó cứng luôn. Là các bạn quên để ý là như vậy. Ví dụ các bạn kho như vậy mà các bạn chưa đỏ là các bạn không bao giờ nó dính được các bạn. Đó bắt buộc phải kho. Kho dạng khi nào mà cái bề mặt nó đỏ thiệt đỏ, đó lúc đó là hàng là các bạn là hàng là dính liền. Tại vì lúc đó là cái nhiệt độ nó sẽ lên tầm gần 1000 độ rồi. Đó. Và bây giờ mình cũng chát cái hàng the vô nó các bạn. Đó, chát cái hàng the vô. Bây giờ mình sẽ tăng cái lửa lên nè, tăng mạnh lửa lên. Đó, tăng mạnh lửa lên là nó sẽ đỏ nữa các bạn. Đỏ bây giờ mình chỉ cần là để cái que hàng vô là nó sẽ tan liền, nó chảy liền các bạn. Tại vì cái que hàng thao này rất là nó cao hơn cái bên cái hàng đó các bạn, nhìn nhìn nó chảy nè. Cái độ cao hơn là bên cái bạc hàng các bạn. Bạc hàng nó nhiệt độ nó yếu lắm. Đó, cái hàng thao này nó sẽ cứng hơn cái bạc hàng. Cái cách này thì mình có thể hàng bên bô xe cũng được, hàng bên bô xe rất là ok nha các bạn. Để có gì mình chia sẻ bên thêm cái clip hàng bô xe bằng cách này. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái cách là hàng inox chứ sắt nha các bạn. Cái cách hàng khao này dạng như là hàng cái gì nó cũng dính đó các bạn. Đây mình dùng cái ống inox này với lại con ốc này sẽ mình sẽ hàng cho các bạn xem.
Hàng cách này thì dạng như là các bạn hàng bên xe, bất cứ cái món đồ nào bị gãy này cái nọ, hàng cũng rất ok các bạn. Nó tiện lắm. Ví dụ các bạn nào mà không có máy hàng á thì mình sử dụng cái cách hàng thao này cũng ổn lắm các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cái con ốc với là cái inox này các bạn. Cái clip này mình cũng tính làm thêm cái hàng nhôm với lại hàng đồng, hàng bạc hàng cho các bạn xem. Nhưng mà tại vì hàng thao thì nó sẽ hơi khó hơn chút xíu. Khó mà cái dạng như là các bạn mà quên để ý dạng như là khó hàng lắm các bạn. Đó, bây giờ mình cũng check cái hàng the cho các bạn. Check 2-3 lần à. Check cho nó đều. Cho nó đều xong cái đợi. Các bạn cũng đợi cho nó đỏ thì là đỏ. Đỏ cho đỏ là dạng như là nó dính liền các bạn. Đây, mình cũng tăng cái độ lên, tăng độ lên. Đó, bắt đầu đỏ các bạn. Đỏ là các bạn thấy nó chảy không? Nó tan chảy rất là ok. Đó, ví dụ mà dạng chưa đủ độ là nó không có tan chảy đâu các bạn. Đó, như vậy nè. Các bạn hàng bên đồ bên xe, đồ gia đình đều rất ok các bạn. Khỏi mình khỏi cần mua máy hàng các bạn. Đây, ví dụ các bạn hàng ít á, mình khỏi cần sử dụng máy hàng luôn. Đó, cách này cũng tiện lắm. Đó, các bạn nhìn chảy nè. Ví dụ mà chưa có đủ độ nóng là nó sẽ không chảy nha các bạn. Tại vì có những bạn là không có để ý, không có để ý là dạng như là đồ khò nó yếu quá nên cũng không có hàng được các bạn. Bởi vì mình phải sử dụng cái đồ khò cho nó mạnh xíu mình mới dễ hàng được. Sau khi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách hàng thao các bạn. Đây, mình thì mình sử dụng cái đồ khò này. Cái đồ khò mà dạng giống như vậy nhưng mà màu đồng các bạn, nó cũng vẫn xài được các bạn. Nhờ cái đồ khò mini á, mà cái màu đồng á, nó dạng nó cũng vẫn xài được. Nhưng mà nó hơi yếu hơn cái này các bạn. Nó yếu hơn. Ví dụ các bạn mà khò bên dạng như là ấy bên thao á, thì các bạn phải gắn thêm một cái đồ miếng trắng ở lửa ở phía sau nữa. Đây có một gắn thêm một miếng trắng lửa nữa các bạn mới hàng được. Còn cái này thì mình khỏi cần gắn các bạn. Cái đồ mạnh nó rất là ok. Nó mạnh lắm. Bởi vì mình hàng thao nó mới ổn được. Ví dụ mà các bạn không có máy hàng, các bạn sử dụng hàng thao nó sẽ ok hơn. Nó sẽ cứng gấp cỡ dạng như là cúp cứng ngang ngửa cái bên vấn đề mà sắt các bạn. Ví dụ hàng điện là cứng cỡ 8-10 bên hàng điện các bạn. Nó là như vậy đó các bạn. Lại là các bạn để ý cho mình là cái bạc hàng với lại cái thao là hai cái là dạng nhiệt độ nó khác nhau cho các bạn. Đây, thao thì dạng như là màu vàng, còn bạc hàng là cái màu nó hơi sẫm sẫm như vậy đó các bạn. Đây là cái bạc hàng nè. Đây, bạc hàng không thường để hàng ống đồng mà các bạn, hàng ống đồng với lại cái ống nhôm á. Đó là người ta sử dụng cái bạc hàng. Còn cái này á, là dạng như là thao. Thao thì dạng như là nó màu vàng. Cái bạc hàng á, thì nó cái nhiệt độ của nóng chảy của nó tầm khoảng 800 mấy rồi các bạn. Còn cái thao thì nhiệt độ nóng chảy của nó lên tới 900 mấy mươi độ lần đó, nó sẽ cao hơn. Bởi vậy nó hàng nó hơi khó hơn chút xíu các bạn. Đó, nó khó hơn chút xíu. Còn vấn đề mà sắt thì nó sẽ một cái nhiệt độ nóng chảy của nó 1500 các bạn. Nhôm thì có 600 mấy độ C là nó nóng chảy à. Đó, nó là vậy các bạn. Cái cách hàng này thì các bạn có thể áp dụng cho bên xe hoặc là sử dụng bên gia đình đó các bạn. Nó cũng chắc lắm các bạn. Đây, mà mấy cái này các bạn nhìn cái món hàng nè, chắc dữ lắm các bạn. Đây, ví dụ cái món hàng là nó lúc mà nó chảy, tan chảy là nó phải màu vàng như vậy nè. Màu vàng như vậy là nó mới cứng nha các bạn. Nó xong mà nếu mà nó ra cái màu sẫm sẫm là nó sao không bao giờ cứng các bạn. Đó, các bạn cái món hàng này nó cứng dữ lắm. Đây, thêm một cái nè, cái này nãy mình hàng nè. Đó. Đây hai cái ống này nè các bạn. Ống này rất là chắc chắn các bạn. Đây, như vậy nè. Còn cái ống inox này với lại thêm một cái con ốc này các bạn. Nãy mình cũng có hàng nè. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy nó chắc không? Đó như vậy. Ví dụ mà các bạn không có máy hàng á, các bạn sử dụng bằng cách này cũng được. Đây còn hai con vít nè. Ăn vít mình hàng cho nó hai cái đầu nè các bạn. Đây hai con vít này mình hàng cho nó hai cái đầu nè các bạn. Rất là cứng luôn các bạn. Mình lấy kìm mình mà bẻ không bao giờ gãy luôn các bạn. Có gì dạng như là cái clip sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn bên cái cách hàng nhôm với lại hàng bên bạc hàng.
mình cũng có chia sẻ cái cách mà hàn hàn gió đá bằng cái máy hàn điện đó các bạn. Các bạn có gì vô trong tham khảo xem thêm cái clip đó mình thấy cũng cũng ổn đó các bạn. Các bạn hàn bằng cách đó cũng được, nếu mà có máy hàn thì hàn cách đó cũng được, còn không có máy hàn thì mình sử dụng cái cách này các bạn. Cách này thì nó rẻ hơn, nó cũng ok hơn đó. Đây, với lại là dạng như là mấy cái mối hàn mà dạng không đủ lửa nè các bạn. Đây mình cho các bạn xem nè, không đủ lửa nè nó sẽ y về nè các bạn, nó không cháy được, nó sẽ ra cái màu xám xám y chang vậy nè, là nó sẽ không bao giờ cháy. Với lại các bạn hàn các bạn để ý cho mình là dạng như là bắt buộc phải lọ đỏ cái bề mặt đó nha, đỏ cái bề mặt mà các bạn cần hàn các bạn mới hàn bên thao được, chứ không đỏ là các bạn hàn không được. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Rồi mình xin chúc các bạn thành công. Rồi xin cảm ơn các bạn.